Hôm nay tiếp tục truyền tải lên kênh một video mới. Một video Sơn sẽ quay ở chợ phiên Simacai các bạn ạ. Chợ phiên Simacai thì người dân đây còn gọi là chợ Si á. Thì trong cái buổi chợ phiên ngày hôm nay mà có những cái điều gì hay, có những cái điều gì đặc biệt, hay là cũng như là các mặt hàng mà của người đồng bào ở đây họ bán những cái gì, thì hôm nay Sơn sẽ review tất cả ở trong khu vực chợ này để truyền tải lên kênh cho các bạn xem nhé. Đây thì Sơn quan sát thấy là người đồng bào họ bán có món mật ong rất là tự nhiên này các bạn này. Mật ong này là kiểu mật ong rừng ấy. Mật ong rừng người ta lấy về xong rồi người ta đem ra chợ phiên này để bán các bạn này. Vào những ngày cuối tuần, ngày chủ nhật thì sẽ được họp chợ và người ta đem ra những cái mặt hàng, rau cỏ, đồ, những cái đồ... Nói chung là rất là nhiều những cái đồ rất là sạch chứ. Đây thì Sơn có thấy là có một ông chú bán mật ong rừng ấy các bạn. Mật ong rừng nó rất là tự nhiên luôn nhá. Cái mật ong này thì được người ta lấy kiểu bắt tự nhiên trên rừng ấy, sau đó là đem ra những chợ phiên như này để bán này các bạn này. Cái mật ong này là người ta bán có 150.000 một lít thôi các bạn ạ. Rất rẻ và rất là nguyên chất luôn, rất ngon các bạn nhá. Ở khu vực trên này thì Sơn quan sát thấy là chủ yếu là người bà con đồng bào họ bán những cái món rau các bạn ạ. Đây này, đây là cho các bạn xem là món rau cần dại là món này nhá. Đây là món rau cần dại. Cái món rau này thì ăn cực kỳ là ngon. Ăn cực kỳ là ngon luôn các bạn ạ. Món này nấu canh được này, rồi xào được này. Đấy, ăn tuyệt vời luôn. Trên kia thì Sơn quan sát thấy là người bà con họ đang bán kiểu như là bán gạo, bán ngô các thứ ạ. Thì Sơn sẽ lên bên trên đấy nhá, để ghi một chút hình ảnh bên trên đấy các bạn. Bên này là một dãy hàng gạo nhá, hàng gạo của người đồng bào họ đem ra chợ phiên để bán này các bạn này. Kiểu toàn gạo kiểu dạng như là gạo lương ấy các bạn. Gạo rất là ngon. Gạo này là lúa mình cấy lương đây hả chị? Gạo này thì bán bao nhiêu tiền một cân? Bao nhiêu? 28.000 một cân á. Gạo lúa lương đấy bạn, 28.000 một cân. Thank you.
Gạo đây thì người đồng bào người ta bán theo kiểu như là theo ống ấy các bạn. Mua một cái ống kia thì sẽ được khoảng 1 kg ấy các bạn ạ. Đấy, mua một ống đấy là 1 cân. Chỗ này thì Sơn quan sát thấy một bà cụ bán rất là nhiều vị thuốc lam các bạn ạ. Đấy, đây thì các bạn xem đây rất là nhiều vị thuốc lam để gọi là vừa là để chữa bệnh, vừa để kiểu như là uống dùng để tầm bổ sức khỏe các thứ ấy các bạn. Những cái vị thuốc lam này thì cũng được bà con dân bản người ta lấy trên núi về thôi các bạn nhá. Người ta lấy trên núi về và người ta bày bán ra đây thôi. Đang có mặt ở một cái quầy kiểu như là người ta bán về những cái dược phẩm ấy và những cái hàng như là dạng như là kiểu thuốc lam ấy. Nói tóm lại chung quy nó là đồ rừng các bạn ạ. Tất cả những cái đồ này thì người đồng bào họ lấy ở trên rừng nhá. Người ta lấy trên rừng và đến cái chợ phiên này thì người ta sẽ đem ra bán. Ví dụ đây này như các bạn này, đây là kiểu như là dạng như hạt tiêu à chị, đây phải không? Hạt dê. Đấy. Và hạt tê, cái này nó là chính là nó mình cứ gọi lôm la nó là hạt tiêu ấy, người đồng bằng thì họ gọi hạt tiêu. Mà chính nó là tiêu rừng luôn ấy. Đúng không? Còn đây là dổi đây đúng không chị? Đây là thảo quả. Thảo quả à? Đâu? Thế à đây đây đúng rồi. Đây, hạt dổi đây các bạn này. Hạt dổi đây. Còn đây là thảo quả này. Bên dưới này là thảo quả này. À, trong này mình thấy có tam thất đây. Tam thất củ này các bạn này. Cái tam thất này là chị bán bằng bao nhiêu tiền một cân? Bao nhiêu ạ? 850 một cân ạ? À? Cái này là một túi này là có 90 củ hả chị? Đúng không? Em thấy ghi là 90 củ kia. Là bằng 850 một cân à? Chị còn bột không hay là chỉ có củ thôi? Nếu mà có khách đặt thì mới xay thôi. Thế cho em hỏi chị là người đồng bào dân tộc gì vậy ạ? Nùng ạ. À, đây chị này là người đồng bào dân tộc Lùng các bạn nhé. Chị bán cho em một cân tam thất đi. Vì là đây em cũng mua cho kiểu mua hộ cho một khán giả của em thôi ấy. Thì cái này là 850 đúng không? Và nói chuẩn nhá, 800 được không chị? Thôi lấy em 830 đi, cái này em mua hộ cho khán giả của em mà người ta cũng về chữa bệnh thôi. Thôi lấy em 830 nhá. Thôi bán cho em 830 đi. Nếu em mua dùng thì em không ấy, nhưng mà kiểu khán giả của em người ta kiểu cũng không điều kiện, người ta cũng vất đấy. Người ta về người ta chữa bệnh thôi mà, thì một cân thì chị lấy em 830 thôi. Bớt có 20.000 ấy. Bớt cho người ta để bớt, bây giờ bớt cho người ta để em gọi là cái tiền phí ship của người ta thôi. Tiền phí ship gửi về cho người ta mấy chục nghìn ấy thì gọi bớt người ta nhá. Thôi. Đây chị chắc là còn được 1 cân nữa. 2 cân á? Túi này 1 cân à? Mỗi túi này 1 cân đúng không? Được 90 củ à? Đâu cân, chị đưa cái cân em cân thử đấy cho em cân thử này. À được đúng 1 cân này. Ôi lấy em 830 em bớt 20.000 để em gửi ship phí ship cho người ta thôi. Có 20.000 có gì nhiều. Thôi lấy 1 cân, người ta dặn mua hộ người ta 1 cân mà em chỉ là khán giả của em, người ta kiểu người ta ấy thôi. Người ta mua về chữa bệnh như có gì đâu. Đây là 530 nhá. 1.003.000 chị giả là em 200. Đúng chưa? Ôi, đồng tiền này cũ thế. Đây. Trời. Còn nhiều tờ mới đâu. Ôi, em thích tờ mới. Đấy, đồng này nó còn đấy, đồng kia sờ mỏng lắm. Sợ tiền giả. Ôi, tiền giả nhiều chứ. Đây là một hàng kiểu hàng bún phở ấy các bạn. Bún phở nhưng mà đây là sẽ bán đem về thôi. Bán đem về thôi. Người đồng bào đây thì mỗi khi đi chợ thì họ cũng rất thích ăn những cái món phở. Đấy. Mỗi kiểu như là mỗi một tô phở ấy thì người ta sẽ đóng vào một cái túi ni lông như thế này. Để sau đó là bán đem về thôi. Mỗi một tô này là người ta bán thường thường là từ 15 đến 20 nghìn một tô ấy các bạn ạ. Phở này là bán 15.000 à cô?
bán 15.000 một túi này đúng không cô? Một túi này là sẽ được một tô như thế này hả cô? Là được một bát to như này đúng không? Bằng 3 bát tô đấy luôn á. Một túi này mà bằng được 3 bát to như này mà bán có bao nhiêu một túi? À 20.000 một túi thôi á. Đấy, ở trên này thì người đồng bào họ bán mọi thứ nó rất là rẻ các bạn ạ. Đây, tiếp tục truyền tải cho quý vị các bạn xem biết đến một cái món bánh gọi là bánh bò các bạn nhé. Bánh bò này thì cũng được làm bằng gạo thôi. Và cái kiểu làm như là làm cơm lắm ấy các bạn. Thì cái món bánh này ăn cũng khá là thú vị. Đấy, và các bạn mà có đi những cái chợ phiên ở vùng cao thì nhớ thưởng thức cái món bánh này nha các bạn nhé. Đây lại là một cái khu vực bán rượu các bạn ạ. Bán rượu thì trong các cái buổi chợ phiên thì chợ Lào cũng sẽ có những người kiểu đem rượu ra đây bán đấy. Tất cả những cái rượu ở thuộc Lào Cai thì vẫn chủ yếu đến 90% là rượu ngô các bạn nhé. Rượu này thì toàn bộ là bà con dân bản là người ta nấu bằng ngô ủ ấy. Một cái điều đặc biệt là khi người dân ở đây họ đi chợ mua rượu thì đều phải uống thử rượu. Đấy, rượu có ngon thì mới mua, còn rượu không ngon thì sẽ không mua. Nhưng mà được cái thì rượu ở đất Lào Cai ấy, đặc biệt nó lại là trong khu vực Bắc Hà hoặc là Sư Cai này, rượu rất là ngon các bạn ạ. Toàn là rượu ngô ủ thôi. Chú vừa uống thử rượu rất là ngon nên là chú ấy sẽ mua một chai này đấy các bạn. Rồi hỏi chú sẽ mua một chai này luôn. Rượu ngô ủ luôn. Xem này, rượu nhìn kiểu nó hơi vàng vàng xanh lên đấy. Cái rượu này uống thì êm lắm các bạn, không có đau đầu, không có kiểu như là cái rượu nấu bằng những cái men men tàu cái thứ đâu. Rượu này người ta nấu bằng rượu ngô ủ ấy, ngon lắm. Dưới này Sơn quan sát thấy rất là đông người. Đấy, rất là đông người bà con đồng bào họ đang đi ở bên dưới này. Sơn sẽ đi xuống bên dưới này xem là người ta sẽ bày bán những cái mặt hàng gì, những cái đồ hàng gì các bạn nhé. Đến khu vực này thì Sơn quan sát thấy là người đồng bào họ bán rất là nhiều con gà này. Kiểu như là con gà người ta nuôi được ở nhà xong rồi đến cái buổi chợ phiên này người ta đem ra đây để bán đấy. Đấy, có thể có mỗi người có một con thôi. À, cũng có người thì có vài con các bạn. Đây là toàn bộ là gà ngon, gà sạch luôn nhé, gà đồi luôn các bạn nhé. Mỗi người có một con gà bế trên tay hoặc là dắt như thế này các bạn này. Đây kiểu như là cứ bán theo con thôi các bạn ạ, chứ không không bán theo cân, cứ kiểu theo con đó. Người đồng bào thì họ đơn giản lắm, họ sống họ rất là thật và cuộc sống rất là hồn nhiên.
yên bình. Ở dích bên dưới này thì sơ đại quan sát thấy là đồng bào họ dắt chó ra đây để bán rồi đấy các bạn. Mỗi người một con chó xích ra đây để bán này. Chó rất to, rất đẹp luôn nhé. Cái này người ta bán cho những người kiểu đem về nuôi thôi các bạn ạ, chứ không phải là kiểu như là bán chó mổ đâu. Đây gà rừng rất đẹp các bạn này. Gà rừng này thì người đồng bào họ cũng kiểu như là đi bẫy ở trên rừng về, sau đó là người ta đem về nhà người ta nuôi ấy. Thì bây giờ kiểu là nó thuần rồi thì người ta sẽ đem ra chợ này để người ta bán đấy các bạn này. Đấy, bây giờ chú gà rất là đẹp. Cái này thì kiểu như là bán cho người ta nuôi cảnh thôi các bạn nhé. Bên đây thì lại tiếp tục là một dãy hàng bán về con lợn giống các bạn này. Lợn giống vẫn là những con lợn bảng, lợn đen. Tất cả những cái con giống hay là gia súc ở đây thì có người dân người ta cũng nuôi tự nhiên ở nhà thôi. Rồi đến phiên chợ thì người ta sẽ đem ra chợ này để bán cho những người đồng bào khác họ mua về để làm con giống để chăn nuôi trong nhà ấy các bạn. Trong những cái bao này thì toàn là con giống lợn thôi các bạn nhé. Người bà con họ đúc vào trong những cái bao này và đem ra chợ phiên để bán các bạn này. Thông thường thì người ta sẽ bán theo con, cứ tính theo con. Như thời điểm này thì giá lợn lợn bản, lợn đen này thì người ta bán dao động tầm 700-800 nghìn một con đấy các bạn ạ. Mỗi con thì nó đạt khoảng tầm chục cân, trên chục cân gì đấy. Cái này là cô đang thêu cái gì đấy hả chị nhỉ? Đấy chị đang thêu cái gì đấy, cái hình gì đấy? À, chị này chị không biết nói tiếng Kinh ấy, nói kiểu chị không hiểu lắm các bạn. Đấy, người đồng bào họ trong khi đi chợ bán hàng thì họ vẫn tranh thủ để thêu lên những cái kiểu như cái đồ trang phục của người dân tộc ấy. Bên này thì Sơn quan sát thấy là người đồng bào họ đang bán cái xôi bảy màu các bạn này. Xôi bảy màu được nấu bằng những vị lếp lương ấy. Đấy, và họ nấu và họ đem ra chợ bán như này. Thế cái này là cứ bán theo bát đúng không hả chị? Vâng. Bao nhiêu tiền một bát này chị? 10.000 một bát. Đây như cái bát là bà đang cầm đây đúng không? Rất là thơm nha các bạn nhé. Sơn thấy xôi của các cô ở đây ấy, nó rất là ngon. Đấy cho là Sơn sẽ mua 2 bát các bạn ạ. 2 bát để xong rồi là sẽ lát nữa hai anh em thì mỗi anh em một bát để ăn thơm lắm các bạn ơi. Cái xôi này ta nấu lên lương cực thơm luôn. Thì xong rồi cái này xong rồi đoạn kiểu như ăn với cả muối lạc. Muối lạc đúng không cô? Vâng, ăn với muối lạc. Đấy. Một bát này sẽ phải gói vào lá chuối như thế này. Một bát xôi này chắc có khi khó ăn no đến tối luôn á. Ờ, bây giờ cô đấy cô cho cháu hai mỗi một túi đấy, 2 túi muối đúng không? Rồi rồi cô cứ để đây cho cháu nhá.
Để đây cho cháu, xong rồi cháu đi quay một lát, tí cháu quay lại. Gửi tiền cô rồi nhá. Sơn sẽ để gửi cô ở đây, xong lát quay xong Sơn sẽ quay lại để lấy xôi để ăn các bạn. Đây Sơn lại đang có mặt ở khu vực các hàng ăn rồi các bạn. Đây khu vực này thì cái món ốc đậu. Món ốc đậu người đồng bào họ cũng bán trong các buổi chợ phiên các bạn này. Cũng khá là nhiều. Và bên trong kia thì Sơn quan sát thấy là cũng có một số các ông bà đi chợ và đang thưởng thức món ăn này. Món ăn này cũng khá là ngon và đặc biệt của kiểu mang đậm tính bản sắc người dân tộc các bạn nhé. Thì Sơn quan sát thấy là về các cái khu vực hàng ăn này thì cũng rất là đông khách. Với đặc biệt là những cái món ăn ở đây thì Sơn thấy là nó cũng kiểu rất là nóng hổi và nó cũng sạch sẽ đấy các bạn. Cho nên là cũng rất là đông người đi chợ ra đây để thưởng thức ăn những cái món ăn như là món phở, món bún rồi vân vân đấy. Cũng rất là nhiều những món ăn ngon các bạn. Đây như các bạn xem này, món lòng lợn rồi lợn còn nóng hổi luôn đấy. Rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Rồi Sơn cũng rất là đói rồi, chắc là lát nữa Sơn này cũng sẽ phải ăn thôi các bạn. Đây các bạn này, mình thấy quan sát thấy cháu có vẻ đáng thương và đáng yêu quá. Mình sẽ mua cho cháu hai cái xúc xích với cả cái đùi gà để cho hai ông cháu. Chị đấy đâu rồi, xong chị che chị đút vào tay mấy cái túi đi. Đút cái túi mới là cho hai xúc xích đi. Hai xúc xích mới cả. Đây mua cho hai ông cháu cái đùi gà với cả xúc xích các bạn ạ. Hai ông cháu ngồi bên kia kìa. Đây các bạn ơi, một cái đùi gà hai xúc xích bây giờ mình sẽ đem sang cho hai ông cháu các bạn nhé. Đây, để mua cho hai ông cháu đùi gà nhé. Đây là con của em à? Ngồi đây xem nào. Đây là con được mấy tuổi rồi? 10 tháng thôi. À, mới được 10 tháng á? Đấy á. Thế là hôm nay đi chợ chỉ bán mấy quả đỗ này thôi á. Thế là mình người Mông à? Người Mông Hoa à? À Mông Mèo. Mông Mèo. Em đây là bố chồng à? Hay là ông già? Ông già. Thế đây là cháu của ông rồi. Cháu của ông rồi. Thế năm nay là em bao tuổi rồi? Em 18 tuổi rồi. Được mấy đứa con rồi? Mới được một đứa này thôi á. Đâu là em cho con ăn đi nhá, cho con ăn nó ăn được chưa? Chắc ăn được rồi đúng không? Thôi mua cho cháu cái đùi gà với cả cái xúc xích thôi. Rồi các bạn ạ, chỉ tình cảm của mình dành cho các cháu nhỏ ở vùng cao thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Quan trọng là cái tấm lòng, cái tình cảm của mình thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, cái buổi chợ phiên của Sibakai này thì anh em mình cũng đã review tất cả các cái quầy hàng cũng như là các cái sản phẩm mà người đồng bào ở đây họ đã đem ra cái chợ phiên vào ngày chủ nhật này để người ta bày bán, rồi là cái người đi mua, người đi bán, rồi các thứ rồi. Thì cái video này thì chắc là Sơn xin phép được kết thúc ở đây. Và rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video của Sơn. Và cũng rất là mong được mọi người ủng hộ thêm cho Sơn dài dài. Còn bây giờ thì Sơn xin phép được kết thúc video đây nhá. Xin hẹn mọi người trong những cái video mới nhất. Những cái video sau này thì Sơn chắc là cũng sẽ vẫn quay về những cái buổi chợ phiên, cũng như là về những cái nếp sống văn hóa, phong tục tập quán của người đồng bào các bạn ạ. Còn bây giờ Sơn xin phép được chào các bạn. Bye bye.